Hello, chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình nhận định thị trường và cổ phiếu tiềm năng cho tuần mới. Và hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 6. Thì trong cái chương trình chứng khoán cuối tuần ngày hôm nay thì Thái Lê sẽ đi cùng với các anh chị đánh giá tổng thể lại thị trường cũng như là tìm kiếm những cái ngành và những cái cổ phiếu tiềm năng. Welcome các anh chị đến với cái chương trình, và các anh chị trong quá trình theo dõi đừng quên hãy ấn like và ấn subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của ITP cũng như là cá nhân của Thái Lê các anh chị nha. Và tuyệt vời hơn nữa, các anh chị có thể comment thả một cái quả tim màu tím để ủng hộ cho Thái Lê. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Như vậy thì diễn biến của thị trường trong tuần vừa rồi cũng đưa lại cho chúng ta rất là nhiều cái cảm xúc, đặc biệt đó là những cái phiên bùng nổ về thanh khoản. Ngày thứ năm, phiên giao dịch ngày thứ năm vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến với một phiên giao dịch 27.000 tỷ. Như vậy là đã từ rất lâu rồi thì chúng ta mới cảm giác được lại những phiên giao dịch tỷ đô. Cho thấy là cái dòng tiền, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư hiện nay đối với thị trường đang trở lại rất là mạnh mẽ. Và chúng ta còn nhớ là cách đây từ đầu năm, cách đây nửa năm đúng không ạ? Thì đã có những cái phiên giao dịch rất là buồn tẻ, chỉ 5.000, 6.000, 7.000 tỷ. Những cái phiên giao dịch mà chúng ta tưởng chừng như thị trường có lẽ bắt đầu rơi về những cái giai đoạn ảm đạm. Nhưng có thể là cái sự ủng hộ của thị trường, đặc biệt nhất đó là những cái sự thay đổi của chính sách của chính phủ như là hạ lãi suất, đặc biệt nhất là như trong các cái đợt trước Thái Lê có chia sẻ với anh chị, đó là cái việc mà hạ lãi suất của dòng tiền gửi không kỳ hạn ở dưới 6 tháng, thì đó là một trong những cái tác động rất là lớn đối với thị trường tài chính. Bởi khi mà cái tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn dưới 6 tháng mà cứ liên tục bị hạ lãi suất thì cái sự hấp dẫn gửi tiết kiệm của mọi người trong ngắn hạn sẽ không còn nhiều, và khi đấy thì kênh đầu tư chứng khoán sẽ là một kênh hấp dẫn hơn nên và dòng tiền có sự chuyển dịch. Thứ hai nữa chúng ta cũng biết đó là hôm nay cũng là tháng 6 rồi. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 thì lương cơ bản của chúng ta sẽ tăng 20%. 20% cái gì ạ? Nên các chị bắt đầu chứng kiến về một cái đợt tăng phi mã thì nghe nó hơi hơi quá, nhưng mà đợt sắp tới các chị sẽ chứng kiến từ cuối tháng 6 rồi sang tháng 7, các cái giá về lương thực thực phẩm, rồi giá thịt, gạo, ngô, khoai, sắn, ABC, các thể loại nó tăng lên, nhà ở các anh chị cũng tăng lên, điện thì chúng ta tăng đợt vừa rồi rồi, đúng không? Thì sắp tới bạn nào mà thuê nhà thì chắc cái giá cũng sẽ bị tăng lên, rồi bạn nào mà nấu tự nấu ăn thì cũng tăng lên, à quên, đi ăn ngoài cũng tăng lên. Đó, Thái Lê hôm qua đi xuống ở cái quán phở gần nhà lại thấy tiếp tục lại tăng lên thêm 5%, thêm 5.000 một bát nữa rồi. Thì cho thấy là trong cái thời gian sắp tới khi mà cái lương tăng lên 20% á thì nhiều cái mặt hàng của chúng ta cũng sẽ tăng lên, đồng tiền nó cũng sẽ có cái xu hướng là bị mất giá đi. Và các anh chị sẽ thấy là các tài sản trú ẩn nó sẽ có xu hướng được tìm đến. Thị trường bất động sản sẽ ấm nóng trở lại. Đó cũng là một cái điều tích cực cho nền kinh tế các anh chị nha. Thị trường bất động sản sẽ nóng trở lại. Do vậy nếu các bạn mà kiểu đang lăn tăn quyết định về thị trường bất động sản, mua bất động sản, thì có lẽ Thái Lê nghĩ bắt đầu cái giai đoạn này là cũng bắt đầu rục rịch ấm lại dần rồi. Có thể nó kéo dài chỉ chậm khoảng tầm một quý thôi, nhưng mà để cho chúng ta biết được là về những cái tình hình về vĩ mô thì nó đang có những cái sự đồng thuận cho các cái kênh đầu tư rất là hấp dẫn luôn. Do vậy nên nếu các anh chị mà hiện nay đã đầu tư một thời gian trước và các anh chị đã dừng lại trong cái thời gian vừa rồi thì Thái Lê nghĩ thời gian tới đây là một trong những cơ hội rất là lớn để cho chúng ta bắt đầu ngay từ một cái chân sóng, bắt đầu từ chân sóng anh chị nhá, đừng có để đến khi thị trường của chúng ta tăng lên mạnh mẽ lên như nghìn hai, nghìn ba, nghìn bốn, nghìn rưỡi rồi bắt đầu khi đấy chúng ta mới nạp thêm tiền, đã gọi là tỷ trọng lớn là các anh chị nên tham gia từ rất là sớm, từ những cái thời điểm chân sóng ở đây, chứ không phải là chờ đến một thời gian nữa nó tăng mạnh rồi khi đấy chúng ta mới bơm thanh khoản vào, mới bơm gia tăng tiền, cái thời điểm đấy thì cái rủi ro nó sẽ rất là lớn. Đó. Bởi vì trong cái quá trình đầu tư thì chúng ta thấy là mặc dù trong trung hạn nó vẫn đi lên nhưng mà ngắn hạn thì nó vẫn sẽ có những cái phiên điều chỉnh. Đó. Nên là chúng ta sẽ phải cân nhắc ở cái thời điểm này, và cái thời điểm hiện nay chúng ta cũng biết là đối với cái dòng tiền mà gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn hạn
mà dưới 6 tháng thì cái tháng 6 cũng là cái tháng mà rất là nhiều cái khoản mục được được đến cái thời kỳ gia hạn, nhưng mà với cái hạ lãi suất 2 lần 3 lần vừa rồi thì chắc cái sự hấp dẫn sẽ không còn mấy nữa, không còn nhiều sự hấp dẫn, nên là sẽ có cái sự chuyển dịch. Đó cũng là tín hiệu tốt của thị trường của chúng ta, một cái dòng tiền mới tham gia vào. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái đánh giá chi tiết. Rồi, xin chào các anh chị nha. Các anh chị quá trình theo dõi có thể comment thả một cái quả tim để ủng hộ nhá. Và nếu các anh chị có các câu hỏi về cổ phiếu, các anh chị cứ comment ở ngay dưới video này. Thì trong cái thời gian sắp tới thì các câu hỏi của các anh chị thì dự kiến thì Thái Lê sẽ làm các cái video ngắn để phân tích một cách chi tiết thay vì là comment, nhưng mà đấy là cái kế hoạch như vậy thôi. Thì mã nào mà được sự quan tâm nhiều thì chắc làm video, còn mã nào chỉ có một hai câu hỏi thì em sẽ vẫn reply trả lời ở trên cái phần comment. Rồi, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé. Đấy, bắt đầu cơn sóng là Thái Lê phải đi sắm lại cái kính. Và cái đợt này ngồi máy tính ở nhà nhiều quá nên mắt cứ nhèm nhèm. thế là phải mua cái kính này nó đỡ bị mỏi mắt, chống nhá, ánh sáng xanh nữa. Các anh chị thấy đeo kính vào nhìn có tri thức hơn không? Hy vọng là đeo kính vào lọc được nhiều siêu cổ phiếu hơn, đúng không? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái đánh giá tình hình thị trường chung. Diễn biến của thị trường thì trong tuần vừa rồi cái sự ca biến nhá, đó vẫn là một cái phiên thanh khoản, nghiêng là thanh khoản lại đi cùng với một cái phiên giao dịch giảm điểm, nên rất là nhiều anh chị lo lắng về vấn đề liệu đây có phải là một phiên upbo hay là phiên phân phối hay không. Nhưng mà các anh chị lưu ý đây là mới chỉ là một cái nhịp sóng lên bình thường thôi, một nhịp sóng lên, và cái này thì đến khi trong cái các cái phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm thì như là cá nhân Thái Lê cũng đã đưa ra những cái khuyến nghị rất là nhiều dành cho các anh chị nhà đầu tư, đã đưa ra các anh chị về 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 cái vấn đề là thị trường của chúng ta đang có những cái diễn biến khá là hưng phấn, phải nói phải đúng dùng đúng từ là hưng phấn, bởi vì khi hưng phấn thì rất là nguy hiểm mà nhiều anh chị nhà đầu tư của chúng ta lại tiếp tục lại mở mua với những cái khi mà thị trường tăng điểm rất là mạnh. Đây, bắt đầu từ cái ngày mùng mùng 7 đúng không ạ? Bắt đầu từ ngày mùng 7. Ngày mùng 7 khi mà một số cái nhóm cổ phiếu tím rồi thì bắt đầu là Thái Lê cũng đưa ra những cái góc nhìn, đó là ngắn hạn VN-Index tiến tới cái vùng hưng phấn, nên trong 1 2 phiên tới VN-Index khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh hoặc tích lũy đi ngang rồi mới thu hút được lực cầu trước khi có đà tăng trở lại. Vùng hỗ trợ ngắn hạn là 103.8387. Thì bắt đầu từ những cái phiên đấy thì những cái cổ phiếu của nóng như PDR hay là Novaland thì tiếp tục lại có những cái đà tăng rất là mạnh. Thì khi đấy là bắt đầu Thái Lê cũng đã khuyến nghị dần các chị có thể bán. Rồi đến cái ngày mà hôm bùng nổ thanh khoản. Hôm bùng nổ thanh khoản thì Thái Lê cũng đưa ra cái đánh giá về cái sự tăng hưng phấn của thị trường, mặc dù trung hạn của chúng ta thì vẫn vẫn đang còn duy trì một cái mục tiêu, đó là 1150 trong cái tháng 6 và 1200 trong 1 tới 2 tháng. Tuy nhiên thì trong ngắn hạn thì đà tăng đã có dấu hiệu yếu rồi. Thì đến như cái phiên trưa này. Phiên trưa đấy là đã khuyến nghị các anh chị chúng ta thận trọng việc mở mua mới, và ưu tiên nhất đó là cái việc ngắn hạn thì chốt lời một phần rồi mở mua lại các cái nhịp điều chỉnh. Chúng ta cũng phải tối ưu hóa lại cái lợi nhuận, chứ không nữa cứ lãi mà nó đến đến các cái vùng cản mà chúng ta không bán để khi điều chỉnh nó rơi mất thì nó cũng là cái sự đáng tiếc. Nếu mà chúng ta bán thì chúng ta lại cơ cấu được như trong cái ngày hôm qua, như ở đây Thái Lê cũng bắt đầu đưa ra bán những cái cổ phiếu như đất xanh hay là MBB để chúng ta có thể cơ cấu để mua lại từ trong cái phiên ngày mùng 9 tháng 6. Đấy, mùng 9 tháng 6 thì bắt đầu khuyến nghị các anh chị tham gia vào khá là nhiều cái cổ phiếu. Ok, thì bây giờ là chúng ta trước khi đi vào chi tiết từ người ngành thì Thái Lê nói chi tiết lại ở trên thị trường ở đây. Thì không có nhiều cái sự thay đổi trên cái đồ thị tháng, đó là diễn biến của thị trường thì vẫn đang rất là tích cực, vẫn bám theo cái vùng mây đi lên. Nên quan điểm mà Thái Lê là đánh giá với thị trường này thì kỳ vọng của chúng ta 1.200 trong vòng 1 tới 2 tháng ở trong cái tháng 7 là rất là khả thi.
Ngoài ra nữa thì nếu mà tiếp tục cái thanh khoản của chúng ta trong cái tháng 6 và tháng 7 sắp tới vẫn tiếp tục giữ được những cái nhịp độ tăng đợt vừa rồi. Thế chị nhìn thấy nhá, thanh khoản đợt trước là nó khá là ảm đạm này, bắt đầu lên. Cái chị còn nhớ lại cái câu chuyện này của VN-Index vào cái thời kì mà Covid không? Đây, Thái Lê sẽ mở lại để đặc biệt nhất là những anh chị mà vào sau để chúng ta có được một cái nhận diện rất là rõ ràng với thị trường. Đó. Vào cái thời kỳ mà chúng ta tiếc nuối nhất đó là năm 2000 đúng không? Năm 2000 là 2020. Khi đó thì thanh khoản cả một cái giai đoạn nó cũng khá là xìu xìu, rồi bắt đầu thanh khoản cứ tăng dần lên, tăng dần đều, các chị thấy không? Đó, thì khi mà bắt đầu đã đi vào một trong cái cơn sóng rồi á thì cái thanh khoản mà nó cứ tăng đó là một trong những cái dấu hiệu rất là tốt, tức là dòng tiền mới liên tục được bơm vào, và cái thời điểm hiện nay thị trường của chúng ta cũng vậy, đang có những cái chiều hướng đó là bật lên. À, các chị thấy đoạn này có giống không? À, sau những cái đợt mà rung lắc ở dưới này này, nằm ở dưới hai cây dao găm thì bắt đầu nó phụt lên ở ở đây, rồi sau đó là tích lũy và bắt đầu một cái hành trình đi lên kèm với thanh khoản. Và cái giai đoạn hiện nay của thị trường của chúng ta cũng vậy, sau một cái giai đoạn đi nằm ở dưới và tất cả đều đã bật lên được trên được cái dao găm, hiện nay hay những cái xu hướng như là xu hướng ở đây chúng ta có thể thấy đó là ao sen và mây bắt đầu song song đi lên rồi. Đấy là một trong những cái tín hiệu rất là tích cực dành cho thị trường trong cái thời điểm hiện nay, và với cái thanh khoản cứ tiếp tục để gia tăng ở đây thì nó là một trong những cái tín hiệu rất là tốt. Và giống như lúc nãy Thái Lê chia sẻ, cái quan trọng nhất là cái dòng tiền mới tham gia, chứ nếu không có cái dòng tiền mới thì loanh quanh vẫn chỉ là những cái dòng tiền cũ và mua đi bán lại rồi nó cứ luân phiên giữa các cái nhóm ngành thì nó sẽ rơi vào một cái giai đoạn sideways. Nhưng mà với cái giai đoạn hiện nay, cái dòng tiền mới đang có cái xu hướng nhập vào, nó giống như là một cái sự chuyển đổi từ các cái dòng tiền tiết kiệm mà hay là từ các cái nguồn tiền khác bắt đầu lại có xu hướng trở lại. Các chị thấy là bây giờ về các cái ngoài xã hội, việc kinh doanh bắt đầu có vẻ như, đặc biệt nhất là kinh doanh về buôn bán có vẻ như không được mấy thuận lợi nữa, đúng không? Nhiều cửa hàng, nhiều cửa tiệm thì bắt đầu có xu hướng là phải đóng cửa, cho thuê thì giờ không mấy ai thuê và trả mặt bằng. Xu hướng mọi người kinh doanh online càng trở lên mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Do vậy nên ngành nghề truyền thống đang có vẻ như yếu đi, thì đương nhiên là một khi mà đã yếu đi thì người ta cũng đã về kinh doanh buôn bán thì người ta luôn có một cái tư duy về cái dòng tiền cực kỳ thông minh, không bao giờ để dòng tiền nó nằm một chỗ cả, thì do đó nó cũng sẽ có một phần len lỏi ở sang ở đây. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng biết là những cái thông tin về hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì sắp tới cũng sẽ khả năng là sẽ có, đồn đoán thì cũng nhiều rồi. Thì bây giờ là khi mà có thêm chính sách đấy nữa thì đó cũng là một trong những cái động lực giúp cho cái dòng tiền mới lại tiếp tục xuất hiện ở trên thị trường. Các anh chị lưu ý về cái kịch bản thị trường như vậy. Do vậy đây là một trong những cái giai đoạn mà Thái Lê đánh giá chúng ta tham gia thị trường đang rất là thuận lợi, các anh chị nha, đang rất là thuận lợi. Có thể các anh chị tham gia vào ngắn hạn là chúng ta cảm thấy những cái phiên như qua nó chạy lên tầng tầng khoảng tầm 5 phiên liên tục rồi bắt đầu có những sự điều chỉnh, các anh chị hơi lo lắng một tí, nhưng mà không sao, cái sự điều chỉnh mà trong ngắn hạn nó là không quan trọng bằng cái vấn đề là trên cái xu hướng của trung hạn đã có những cái tín hiệu rất là tốt. Và do vậy nên là trên đồ thị này thì cái kỳ vọng vượt lên ở cái vùng giao găm 1.200 trong vòng 1 tới 2 tháng tới là cái kỳ vọng mà Thái Lê đánh giá rất là lớn của thị trường chung nhá. Khi thị trường chung đã thuận lợi thì chúng ta gần như giao dịch nó sẽ dễ dàng hơn. Lỡ cái chị có mua mua đuổi đúng không ạ? Lỡ có mua đuổi thì thôi, cổ phiếu có thể điều chỉnh nhưng mà sau đó nó lại bật tăng trở lại khi mà thị trường của chúng ta rơi vào giai đoạn uptrend. Nhưng ngược lại, trong một giai đoạn sideways các chị mà mua đuổi là coi như thôi xong luôn đó, thôi xong luôn đấy. Thì chúng ta đó là những cái đặc tính, và với cái giai đoạn này thì có thể nhiều khi là chúng ta cũng không cần phải quá là phải giao dịch liên tục mà các chị đã vào những cái cổ phiếu đã có vào trend rồi. Cái này Thái Lê khá nhiều lần chia sẻ các chị đó là nếu mà các chị sử dụng về cái công cụ Ichimoku á, các chị thấy là khi cổ phiếu vào trend rồi nó cứ nằm ở trên cái đường Kijun này này, cái đường màu đỏ á, thì các chị cứ giữ. À, nó đã vào trend rồi, chỉ có là cái chị nếu mà cô chia ra bán, ví dụ như mỗi lần mà nó cách xa những cái đường này ấy, thì như cái chị mà học công cụ á,
thì các anh chị sẽ biết là nó sẽ xuất hiện những cái khách sạn mất cân bằng, thì nó sẽ điều chỉnh, thì các anh chị có thể bán bớt lời một phần để tối ưu hóa lợi nhuận, rồi sau đó nó điều chỉnh thì các anh chị lại tham gia trở lại. Nó sẽ chỉ điều chỉnh về quanh các cái vùng đường xanh và đường màu đỏ này, tức là Tecan và Kijun, rồi bắt đầu nó lại một hành trình đi lên nữa. Do vậy nên là nếu các anh chị đã tìm được những cái cổ phiếu mà trên cái đồ thị nó rất là thông thoáng, ví dụ giống như VN-Index không có một cái cản địa phía trên, thì các anh chị cứ yên tâm để chúng ta nắm giữ thôi. Hiện nay thị trường nó đã vào trend là như vậy. Đương nhiên là đối với những cổ phiếu mà vẫn cứ mịt mù nó nằm ở dưới này thì Thái Lê nghĩ chúng ta phải nghiên cứu thêm một cái vấn đề, đó là nên cơ cấu đổi hàng. Đặc biệt nhất là những cổ phiếu cũng có rất là nhiều cổ phiếu đặc biệt như là chứng khoán, một lát nữa Thái Lê sẽ nói chi tiết ngành, nó cũng đã tăng lên khá là dài, nó đã đi lên khá là dài, nó gần như không phải là cái vùng chân sóng nữa. Thì những cái cổ phiếu đấy giai đoạn hiện nay các anh chị nắm giữ thì ok, nhưng mà các anh chị mua mới thì chưa chắc đã đưa lại được một cái hiệu quả cao đâu. Đó. Thì đấy là thị trường chung. Về cái nhóm mà hiện nay cái động lực chính mà Thái Lê cũng rất là kỳ vọng, đó chính là nhóm VN30. Nhóm VN30 là cái nhóm mà chúng ta chờ đợi rất là lâu trong cả một cái thời gian vừa rồi. Nó cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống. Nhưng mà trong vòng 2 tuần này thì dòng tiền tham gia vào cái nhóm VN30 đã có vẻ hấp dẫn trở lại rồi. Quan trọng nhất vẫn là dòng tiền lớn các anh chị. Quan trọng nhất vẫn là những cái cổ phiếu leader dẫn dẫn dắt. Thì khi mà dòng tiền lớn tham gia vào ở đây thì chúng ta mới thấy được là cái sự nhập cuộc của các tổ chức, rồi là của các tay to, đúng không? Khi đấy thì cơ hội chúng ta mới tìm kiếm ăn những cái đồng tiền rơi vãi của từ các tổ chức và tay to được chứ. Còn lại khi họ đã đang đứng ngoài thì loanh quanh trong một cái nhóm nhà đầu tư nhỏ thì tiền nó cứ hết người này sang người kia, thế chúng ta không nhanh tay nhanh chân thì chúng ta không kiếm được. Nhưng mà khi dòng tiền lớn đã vào, đó tạo ra một cái cơn sóng á, thì cả làng ai cũng vui cả. Do vậy nên các anh chị nên tận dụng cái cơ hội giai đoạn hiện nay, và nếu các anh chị còn gặp nhiều cái khó khăn trong cái quá trình đầu tư thì các anh chị đừng quên là liên hệ với Thái Lê theo số điện thoại trên đây nhá. Anh chị nên tham gia sớm với thị trường giai đoạn hiện nay. Thái Lê đánh giá đây là một trong những cái giai đoạn cực kỳ là hấp dẫn. Rồi sang một cái nhóm nữa, đó là nhóm min kép, là cái nhóm đi sớm hơn so với VN30 các anh chị thấy không? Nhìn đây trên cái đồ thị nhá. Min kép thì nó đã chạy một mạch ở đây rồi. Và đối với VN30 nếu các anh chị để ý nó đang gần gần giống như ở cái giai đoạn chân này. Nhìn cái đồ thị nhá các anh chị này. Thấy lên lướt lại quay lại cái chị thấy, các chị thấy không? Nó mới chỉ chạy lên ở đây thôi. Cái hình này nó phóng to hơn nên các anh chị giờ thấy nó hơi khác, nhưng mà nó sẽ đi lên ở đây rồi bắt đầu có cái khách sạn điều chỉnh, rồi bắt đầu hành trình, rồi quay trở lại như cái nhóm Minkem này. Nó cũng vậy, nó đi lên ở đây rồi nó có cái khách sạn này hút giá về điều chỉnh, rồi bắt đầu một hành trình đi lên tăng 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 ở đây. Đừng có để đến khi nó bắt đầu lên cao cao ở đây rồi bắt đầu chúng ta tham gia vào thì hơi khó xử lý đấy. Hơi khó xử lý. Đấy. Và cái đoạn này thì nếu các anh chị có bán chốt lời thì quan điểm của Thái Lê chúng ta cũng chỉ nên bán chốt lời một phần thôi. Đừng có bán hết, từ trường hợp là các anh chị sẽ có một cái mã cổ phiếu để các anh chị cơ cấu, các anh chị chuyển dịch sang thì ok. Chứ còn không nữa thì đừng có bán hết, bởi vì bán hết là rất là dễ các anh chị mất hàng á. Tiếp theo nữa đó là về cái sức mạnh, về cái dòng tiền thì thời điểm hiện nay một số cái nhóm như là nhóm chứng khoán đã đi rất là dài trong vòng 3 tháng vừa rồi. Đang có cái chiều hướng họ chậm chậm lại ở đây, chậm chậm lại ở đây rồi. Rồi trong cái quá trình theo dõi, các anh chị ấn giúp em số 1 nhá, để giúp cho cái chương trình tăng thêm lực tương tác. Cảm ơn các anh chị nhá. Tuy nhiên thì cái nhóm chứng khoán thì cũng không bao giờ là cái nhóm có thể đứng ngoài được đối với thị trường khi mà có những cái xu hướng tăng tích cực, nên các anh chị chúng ta cũng không nên là quá bi quan về cái nhóm này. Nhóm này thì một lát nữa Thái Lê sẽ đi chi tiết tại sao là cái đoạn này nó cái dòng tiền nó sẽ lại chững lại nhá, nó có lý do của nó cả. Rồi tiếp theo nữa là cái nhóm bất động sản này là cái nhóm mà gần như đi sau, gần như đi sau. Tuy nhiên nhóm bất động sản thì hiện nay chúng ta thấy nó vẫn chuẩn bị bước chân vào ô lít dinh, tức là nó tạo ra một cái xu hướng dòng tiền. Chúng ta nhớ rồi, cái nhóm bất động sản là vẫn là cái nhóm mà trong cái năm 2021 nó tạo cho một cái sóng của chung của thị trường,
tạo cơn sóng chung của thị trường. Và bất động sản thì lúc nãy Thái Lê cũng chia sẻ với anh chị là với những cái thông tin về vĩ mô hạ lãi suất này, về những cái hỗ trợ cho phát hành trái phiếu này, rồi về vấn đề tăng lương làm cho đồng tiền đồng của chúng ta mất giá, thì dòng tiền nó sẽ sang trú ẩn ở bên cái kênh bất động sản. Các anh chị cứ nhớ lại những cái lần mà tăng lương thì có khi nào mà các anh chị thấy giá nhà đất giảm không? Những cái lần tăng lương các anh chị nhớ lại có khi nào mà thịt cá xe ôm ở ngoài nó giữ giá không? Nó luôn luôn đều tăng giá cả. Do vậy nên cái đợt này nó tăng không phải giống như lần trước tăng 5%, 7% đâu, mà tăng 20% đó các anh chị. Các chị ở đây có bao nhiêu anh chị là nhà nước thì các anh chị cũng biết rồi. Có lẽ bây giờ là cái câu chuyện của tháng 6 là câu chuyện là ngồi chém gió ở trên ngồi văn phòng ở nhà nước, đó chính là sang tháng chúng ta có thêm 20% tiền tiền thu nhập nữa, đúng không? Ok, rất là chúc mừng các anh chị chúng ta có thêm một cái nguồn thu nhập ổn định hơn. Tuy nhiên, khi dòng tiền mất giá thì cái cơ hội để chúng ta nắm giữ các cái tài sản, các cơ hội đầu tư thì càng ngày nó cũng sẽ càng khó khăn hơn rất là nhiều. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa là cái nhóm mà ở trong cái đà tăng này thì có nhóm nông sản, thủy sản, đồn điền. Thì nhóm này thì tuần trước, 2 tuần vừa rồi thì Thái Lê cũng có nhắc anh chị, và đặc biệt là tuần trước chúng ta cũng đã bắt đầu bắt nhịp tham gia sớm với cái nhóm này. Cái nhóm này thì tuần trước Thái Lê chia sẻ với anh chị như là ANV, CMX, IDI, VSC, tất cả đều những cổ phiếu đấy. Anh chị thấy là tuần vừa rồi nó có dòng tiền tham gia vào luôn không? Đó, nó cũng đã tham gia vào và nó xuất phát ở đây, cái dòng tiền nó đã thu hút. Ngoài ra nữa, những cái sự hồi phục trở lại như là nhóm sản xuất thực phẩm là bắt đầu là đi lên rồi các chị này, một cây đứng lên thẳng luôn này. Nhóm vận tải kho bãi bắt đầu đi lên này. Nhóm may mặc thì vẫn đang đi ngang. Bảo hiểm thì đợt này có vẻ siêu siêu về nền. Bảo hiểm thì Thái Lê nghĩ đoạn này chúng ta phải tạm thời dừng chân ở ngoài tí đã nữa. Rồi quay trở lại ở cái nhóm kim loại và nhóm ngân hàng, cũng là hai nhóm mà đợt vừa rồi tăng khá là mạnh. Nhóm này thì Thái Lê đang có sự chờ đợi xem là như ngân hàng đang có một cái góc cua để quay trở lại, nhưng mà nhóm kim thép thì vẫn đang miệt mài đi xuống ở đây. Tức là dòng tiền nó vẫn chưa để ý. Tuy nhiên thì chúng ta xếp sang về cái ngắn hạn. Xét về sang cái ngắn hạn thì cái nhóm thủy sản thì chúng ta không nói, nhưng mà nhóm quần áo này, nhóm may mặc là bắt đầu đã bước vào cái ô cải thiện rồi đấy. Rồi nhóm thép cũng đã bước vào rồi. Như vậy là chúng ta có thể thấy ở trên trung hạn thì cái dòng tiền của những cái nhóm này thì đang có vẻ như kiểu nó có quán tính từ trước, bởi vì dòng tiền trung hạn thì không phải là ngay lập tức là nhảy được vào lại được. Chúng ta lưu ý về cái vấn đề đấy. Nhưng mà trên cái ngắn hạn á, trên cái ngắn hạn thì dòng tiền thép đã âm thầm lại chui vào đây rồi. Nó chui vào ngay vào 1 phiên, 2 phiên, 3 phiên, đã 3 phiên này nửa cuối tuần vừa rồi. Rồi nhóm quần áo, nhóm này cũng có dòng tiền này. Nhóm thủy sản thì chúng ta không nói nữa làm gì, đúng không? Nhóm ngân hàng dòng tiền cũng đã thay đổi và tham gia trở lại. Như vậy chúng ta có thể thấy là về trung hạn thì ngân hàng và kim loại đợt vừa rồi hơi yếu về trung hạn, nhưng mà về ngắn hạn thì hiện nay nó đã bắt đầu tham gia trở lại rất là nhanh chóng rồi. Đấy, nhóm chứng khoán thì vẫn là nhóm leading đứng ở phía xa ở đây. Nhóm bất động sản thì chúng ta thấy là đoạn này đang đi xuống, dòng tiền có vẻ lại rút ra. Cái do vậy nên đối với nhóm bất động sản, cái sự phân hóa thời điểm hiện nay cực kỳ là cao luôn. Rồi, không lan man nữa, bắt đầu là đi chi tiết vào các cái nhóm ngành và từng cổ phiếu luôn các chị nha. Đầu tiên đó là phải kể đến nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán là cái nhóm mà bất kể cơn sóng nào của thị trường cũng không thể bỏ qua. Đặc biệt giao dịch tỷ đô thì các chị thấy rồi, chỉ có chứng khoán là hưởng lợi lớn nhất thôi. Đấy. Và với cái nhìn góc nhìn là thời điểm hiện nay, tại sao Thái Lê lại cho là cái nhóm chứng khoán của chúng ta phải hết sức là thận trọng? Bởi vì giai đoạn này nhóm chứng khoán đang bước tới một cái vùng cản rất là lớn, các chị thấy là cái cản tháng của nó không? 2 cây dao găm, nếu mà nó vượt được qua ở đây thì nó bước sang một cái chu kỳ mới. Tức là trong cái hành trình đầu tư của chúng ta thì nó sẽ chia ra như là 2 đợt, gọi là một cái đợt hồi phục lại cả một cái hành trình đã bị giảm rất là mạnh giống như ở đây. Từ cái thời điểm mà đầu năm 2022 nó giảm về tít đến cuối năm 2022 thì chúng ta thấy là nó có một cái đà giảm ở đây
nhìn ở trên cái nhóm của chứng khoán nó mất đi khoảng tầm 1 phần 3 thị giá. À, còn đương nhiên cổ phiếu thì nhiều cổ phiếu nó mất đến khoảng tầm chỉ còn 1 phần 10 thị giá nữa mà thôi. Thì hiện nay nó đang có một cái nhịp hồi phục trở lại và nó đã về lại ở cái vùng mà nhà đầu tư đều bắt đầu là có được trở lại những cái khoản lãi, và chúng ta cảm thấy là ở đây thì những cái khoản mà gồng lỗ một thời gian dài của các anh chị thì bắt đầu đã đi về những cái vùng hòa giá hoặc là chỉ lỗ ít nữa thôi. Thì khi mà về ở những cái vùng này thì cái tâm lý bán như ở rơi vào cái giai đoạn mà giữa tháng 10 giữa năm 2022 cũng tiếp tục trỗi dậy, các chị thấy có một đợt nó hồi về ở đây và bán. Đó, thì những anh chị mà chúng ta tham gia vào ở ngay ở cái vùng mà giữa năm 2022 và chúng ta bị kẹt hàng cho đến giờ thì bắt đầu là hòa vốn. Bắt đầu là hòa vốn. Nếu anh chị còn vốn thì anh chị có thể mua gia tăng ở dưới này, thì bắt đầu đến đây ở dành cho những nhà đầu tư mà bị gồng trong cả một nửa năm qua thì trong từ nửa nửa từ giữa năm 2022 đến giờ là họ đã bắt đầu hòa vốn và có cái xu hướng này sẽ bán ra, sẽ có những cái xu hướng bán ra. Nên cái vùng này thì đây là cái thời điểm mà chúng ta lưu ý nhóm chứng khoán sẽ có những cái rung lắc khá là mạnh, rung lắc khá là mạnh. Ở đây thì Thái Lê chỉ còn duy nhất một số cái nhóm cổ phiếu ở nhóm chứng khoán mà dư địa còn lớn như là SHS là cái cổ phiếu nhóm chứng khoán duy nhất hiện nay Thái Lê tập trung khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư mua trong mấy đợt sóng vừa rồi. Gần như mấy cái đợt sóng vừa rồi là đều tập trung cứ mua đi bán lại đối với cái cổ phiếu SHS, bởi vì Thái Lê đánh giá là gần như SHS cái thời điểm mà chúng ta tham gia vào tháng 4 là khi mà nó bắt đầu một cái cơn sóng ở đây. Các chị thấy một khi mà nếu mà các chị muốn giữ chen nó cứ bám theo ở cái vùng Tcan Kijun này, thì đến khi nào ví dụ như ở đây nó có một cái dấu hiệu thì các chị nhớ là khoảng tầm 20 tháng 4 là bắt đầu là Thái Lê khuyến nghị các chị chốt lời phần còn lại của SHS, bởi vì khi đấy nó bị gãy chen ở đây. Nhưng mà đến khi nó bứt phá được lại chen thì Thái Lê lại khuyến nghị các chị tham gia trở lại đối với cái cổ phiếu SHS này, và chúng ta vẫn tiếp tục là nắm giữ trong cả cái giai đoạn vừa rồi đối với cái cổ phiếu SHS. Đó. Thì đây là cái cổ phiếu chứng khoán mà duy nhất Thái Lê tập trung vào. Còn bên cạnh đó thì cũng có một số cái cổ phiếu khác của nhóm chứng khoán thời điểm hiện nay sắp tới thì có lẽ Thái Lê sẽ nghiên cứu tham gia nữa, bởi vì ở đây nó sẽ bắt đầu bước sang một cái giai đoạn 2. Đó, các chị thấy vì sao mà khi nó chạm lên ở những cái vùng cản này thì chúng ta lưu ý không? Các chị thấy mất khoảng tầm 2 tuần, trong khi SHS nó vẫn cứ duy trì một cái tốc độ tăng được, thì những cái cổ phiếu này nó đi sớm thì nó khi cạm những cái vùng cản thì nó cứ rung lắc. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay trong tuần trước và tuần vừa rồi thì nó đã có cái sự xác nhận là đã bứt phá được bước sang một cái giai đoạn mới. Do vậy nên là như BSR cũng là một cái cổ phiếu mà Thái Lê cho là các anh chị mua và nắm giữ trong cái chu kỳ mới này rất là ổn và khá là an toàn các anh chị nhé. Mua được tốt nhất của chúng ta thì quanh được cái vùng giá 31 là đẹp nhất. Cứ 31 là các anh chị và bởi vì ở đây hiện nay 31 nó là một cái vùng hỗ trợ rồi, trước đó nó là vùng kháng cự rất là mạnh thì bây giờ đây là nó là chính xác là vùng hỗ trợ. Đó, nên các chị chúng ta có thể tham gia được đối với cổ phiếu này. Ngoài ra nữa thì như SSI cũng là cổ phiếu mà Thái Lê cho là nó vẫn còn có một cái dư địa khá là tốt, hiện nay vùng giá 25.25 thì dư địa của nó còn lên đến khoảng tầm 29, thì đây cũng là cổ phiếu mà các chị có thể tham gia được. Ngoài ra nếu mà những cái cổ phiếu khác như FTS hay là VCI, những cái cổ phiếu mà làm mưa làm gió một thời gian trước ấy thì thời điểm hiện nay nó đang chạm những cái vùng cản, nên là Thái Lê cũng sẽ không đưa vào ở đây để chúng ta có thể quan tâm. Rồi tiếp theo thứ nhóm thứ hai là nhóm bất động sản, một cái nhóm mà không thể bỏ qua được đúng không? Nhóm bất động sản thì thời gian vừa rồi thì tiếp tục là có những cái dòng tiền tham gia tích lũy rất là chặt, hỗ trợ chính sách, hỗ trợ đủ thứ đúng không? Không có cái nhóm nào như nhóm bất động sản, nhưng mà nhóm bất động sản mà chính sách chính phủ không hỗ trợ nữa thì chắc cũng hơi mệt mỏi. Hơi mệt mỏi. Tuy nhiên thì cái nhóm này các chị cứ bình tĩnh để chúng ta tham gia thôi, bởi vì rất là nhiều cổ phiếu họ với chỉ tạo đáy và bắt đầu nền đi lên. Nên đi lên, do vậy nên chúng ta còn rất là nhiều cơ hội để tham gia ở cái nhóm này. Ở nhóm này thì tuần trước nữa đúng không? Thái Lê gần như thì tập trung vào các chị luôn luôn nhớ hai cổ phiếu đó là PDR và Novaland, là những cổ phiếu nó tạo nền tích lũy rất là chặt để chúng ta có thể mua được. Mua ngay mua luôn, và ngay cả như Novaland đến khi mà
nó có cái đà tăng của cái phiên ngày hôm kia, thì Thái Lê vẫn khuyến nghị các chị vẫn chúng ta vẫn có thể yên tâm để tham gia được đối với những cái cổ phiếu như Novaland. Thì các chị theo dõi cái chương trình chứng khoán cuối tuần hoặc là các cái chương trình của Thái Lê, các chị có mua được Novaland và PDR không? Thì các chị nào mua được các chị có thể comment số 2 nhá. Có để comment số 2 ủng hộ cho để Thái Lê biết được sự quan tâm của mọi người. Và trong quá trình theo dõi các chị đừng quên là ấn like và comment cái video này. Đặc biệt các chị theo dõi lại cái video này thì các chị có thể thả cho giúp em một cái quả tim ở phần dưới comment ở dưới video. Rồi cảm ơn các chị nha. Thì đối với cái cổ phiếu như PDR nó đã tích lũy rất là chặt cả tháng 4 và tháng 5 thì mới chỉ là những cái phiên bùng nổ thôi. Mới là chỉ là những phiên bùng nổ. Cái dư địa để tăng lên như PDR á, thì Thái Lê cũng làm một cái video cách đây mấy hôm á, thì nó sẽ còn dư địa có thể tăng lên đến cái vùng 3940. Rất là lớn luôn các anh chị, 3940 đó các anh chị. Tức là cái dư địa của nó là lên đến 150%. Nên đối với những anh chị hay là những cái cô chú mà chúng ta muốn đầu tư cho trung hạn thì đây là những cái cổ phiếu cực kỳ hấp dẫn. PDR chỉ cần trong thời gian sắp tới sẽ được cấp lại margin ở một số công ty chứng khoán, có thể là ở trên sở sàn, trên HOSE người ta sẽ chưa cấp lại đâu. Trên HOSE thì chắc là ông này ông phải chờ đợi kết quả kinh doanh của bán niên ra được ok rồi thì kỳ review rơi vào tháng 7 hoặc là tháng 10 thì mới được cấp lại margin ở trên HOSE. Thì cái còn lại các công ty chứng khoán thì khi mà cái dòng tiền của nhóm này sôi động trở lại thì margin sẽ được nhiều công ty chứng khoán quan tâm cấp. Đấy. Cái chị lưu ý nhé, cái việc margin không hẳn là cứ HOSE trừ HOSE cắt thì là công ty chứng khoán nó cũng không cấp đâu. Công ty chứng khoán thì người ta quan trọng nhất là bên quản trị, bên bộ phận rủi ro, họ sẽ kiểm tra là cái cổ phiếu đấy cái tỷ lệ tình hạn như thế nào, có an toàn để cho vay hay không. Đó. Do vậy nên là Thái Lê tin là sớm thì những cái nhóm này sẽ được cấp lại, và đương nhiên cấp lại thì sẽ tạo ra cái lực cầu nó sẽ sôi động nhá. Rồi tiếp theo nữa là Novaland. Novaland thì còn ngon hơn đối với PDR ở thời điểm mua hiện nay, bởi vì Novaland thì nó gần như chạy sau. Đây đây đều là những cái cổ phiếu mà Thái Lê khuyến nghị các anh chị tham gia từ thời kỳ rất là sớm. Đó, như PDR này, PR là tham gia từ cái thời kỳ mà 11 tháng 5. Còn đến Novaland thì cái hôm mà mùng 7 tháng 6 là bắt đầu mới khuyến nghị các anh chị tham gia. Chúng ta thấy là mua 14 thì nó cứ rung lắc. Hôm trước được một phiên tăng mạnh thì sau đó là ngày sau đó thì có sự điều chỉnh. Và đối với nhóm bất động sản thì Thái Lê cũng đánh giá là Novaland và PR là hai cổ phiếu mà điều chỉnh mạnh trong ngày hôm qua, cứ điều chỉnh là chúng ta có thể tham gia được. Đó, thì trong cái chương trình mà khuyến nghị vào sáng sớm ngày mùng 9 tháng 6 ngày sáng hôm qua này. Còn gần như đến và sau đó như ở sau giờ mở cửa, Thái Lê cũng khuyến nghị các chị mà nắm giữ cổ phiếu bất động sản thì Novaland vẫn là những cái cổ phiếu để chúng ta có thể tham gia được ngay trong cái giá đỏ. Rồi về quan điểm về nhóm bất động sản á, thì trong 2 tháng vừa qua thì Rung khá là quan tâm tới các nhóm cổ phiếu DG, Shell và Đất Xanh. Thì đây là ba cái cổ phiếu mà các chị thấy là Thái Lê đưa ra các cái khuyến nghị và cũng như tập trung khá là lớn trong cái thời gian từ ra Tết đến nay, đúng chính xác là từ ra Tết đến nay là bộ ba này luôn ấy. Tuy nhiên thì đến cái thời điểm vừa rồi dòng tiền có vẻ như không mấy có sự nóng bỏng ở ba cái cổ phiếu này nữa, nên quan điểm của Thái Lê vì sao mà ngày hôm trước thì Thái Lê khuyến nghị anh chị bán luôn cái cổ phiếu Đất Xanh, nên là thời điểm hiện nay ba cái cổ phiếu này Thái Lê không còn nắm giữ nữa mà sẽ tập trung lại hai cổ phiếu đó là PDR và Novaland. Thì đây là những cổ phiếu phù hợp cho cả nhà đầu tư ngắn hạn và trung hạn. Đương nhiên này, bất động sản thì cũng không phải là chỉ dừng lại ở đây đúng không, thì không phải chỉ dừng lại những cái cổ phiếu này, mà chúng ta thấy là một cổ phiếu ở đây nữa. Cổ phiếu này là một giống như tuần trước thì Thái Lê khuyến nghị cái chị cổ phiếu gì ạ, LDG đúng không. LDG đã cũng với những cái luồng thông tin ABC cũng làm cho chúng ta hết hồn hết hồn, nhưng mà sau đó thì tuần trước nó đã tăng một cách chóng mặt, và thì chúc mừng cho các anh chị tham gia nhé. Thì tuần trước thì giới thiệu các anh chị rất là kỹ về cổ phiếu LDG để các anh chị mua ngay vào cái phiên thứ hai,
Thì đối với tuần này chúng ta cũng có một cổ phiếu này nữa, nhưng cổ phiếu này thì không mua được sáng thứ hai đâu. Cổ phiếu này phải chiều thứ hai, bởi vì nó cũng đang bị giới hạn giao dịch buổi sáng. Nó chỉ được giao dịch mỗi buổi chiều, nhưng mà thanh khoản con này hơi ổn đấy. Một ngày giao dịch của nó cũng rơi vào khoảng 40-50 tỷ. À, cái chị có để ý đây cũng là một trong những cái cổ phiếu chân sóng, cái chị mua được ngay luôn cái vùng giá hiện nay 4.4 dòng penny luôn. Đương nhiên là không có margin margin gì cả được đâu, bởi vì những cái cổ phiếu này nó bị hạn chế với là những cái cổ phiếu penny. Đó, thì cái chị mà thích mua mà kiểu được nhiều cổ phiếu hay là tỷ trọng tăng trưởng cao thì Thái Lê chị nghĩ HBX đừng có bỏ qua các anh chị nha. Rồi tiếp theo nữa là dòng mà có cái sự quan tâm nhiều về về lượng tiền mặt của doanh nghiệp thì không thể bỏ qua, đó là nhóm bất động sản khu công nghiệp. Tiếp là một cổ phiếu như vậy, và hiện nay Tiếp cũng đang có cái sự tích lũy và một cái phiên breakout trong tuần vừa rồi. Nên đối với Tiếp cũng là một cổ phiếu mà Thái Lê cho là các anh chị hoàn toàn có thể tham gia được, mặc dù là chúng ta tham gia được quanh cái vùng như 20.5 21 thì nó ok hơn, nhưng mà thời điểm hiện nay thì chúng ta vẫn có thể tham gia được quanh hàng vùng giá 22 các anh chị nhá. Vẫn đây là một cái cổ phiếu hấp dẫn và có dư địa tăng rất là lớn. Chúng ta có thể là đưa ra một cái mục tiêu kỳ vọng lên ở cái vùng 27 28 trong vòng khoảng tầm 2 tháng tới. Ngoài ra nữa thì Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu HDC cũng là một cổ phiếu mà tích lũy nền khá là tốt, đã có một cái nhịp chạy rồi từ 34 lên 37. HDC cũng là một cổ phiếu mà Thái Lê khuyến nghị các anh chị trong cái thời gian vừa rồi. Tuy nhiên thời điểm hiện nay vẫn là một cái cổ phiếu đang rất là hấp dẫn để các anh chị có thể kinh doanh được nha. Nó mà chỉ từ 37 mà lên 48 là chúng ta cũng đã có một cái mức lợi nhuận rất là tốt rồi. Rồi, cơ hội thì rất là nhiều, nhưng mà thời gian sắp tới các anh chị là đang cần có những cái sự tư vấn và hỗ trợ và tham gia vào cái room như Thái Lê vừa chia sẻ các anh chị, cập nhật rất là chi tiết hàng ngày, rồi các cái room tín hiệu của ITP bên Telegram, thì các cái tín hiệu mua bán để các anh chị hoàn toàn có những cái lựa chọn. Và các anh chị lưu ý các cái điểm mua điểm bán ở ITP thì thường rất là cụ thể và rõ ràng và có theo dõi để các anh chị gần như là real time và song hành với các anh chị luôn. Do vậy nên hy vọng là trong thời gian sắp tới, khi mà chúng ta bắt đầu bước sang một cái cơn sóng của nửa cuối năm 2023, một cái cơ hội rất là lớn để các anh chị đã bị tổn thương năm 2022 thì lấy lại những gì đã mất của năm 2022. Mà những anh chị mà chúng ta đang mới tham gia vào thị trường thì đây cũng là một trong những cái thời điểm tham gia rất là tốt. Đừng có để đến khi mà cuối năm 2023 thị trường của chúng ta tăng lên những cái ngưỡng rất là cao, khi đó cái số lượng nhà đầu tư mở tài khoản rất là lớn thì chúng ta bắt đầu mới gia tăng tỷ trọng thì rất là nguy hiểm. Cái chết ở trong chứng khoán đó chính là khi mà thị trường hưng phấn nhất, đỉnh nhất thì ai cũng đi dồn tiền vào để đầu tư. Còn khi mà bắt đầu thị trường đang nhen nhóm, đang ở chân sóng mà mới xuất xuất hiện thì chúng ta cứ rón rén là mua ít một, mua ít một. Đó, thì cái quan điểm đấy các chị nên có những một số cái sự thay đổi nhá, trong cái thời gian sắp tới. Vì như phân tích thì đây là một trong những cái cơ hội rất là lớn để chúng ta có thể tham gia được. Và thời điểm hiện nay các chị có thể mở một cái tài khoản giao dịch ở tại VBS theo ID của Thái Lê là 6348. Thì với cái ID này thì Thái Lê sẽ hỗ trợ và đồng hành các anh chị trong cái thời gian sắp tới. Ngoài ra nữa, nếu các chị có tài khoản ở tại VBS rồi thì các anh chị cũng có thể vào mục thay đổi chuyên gia để và nếu mà chưa có ai hỗ trợ các anh chị có thể thay đổi chuyên gia để nhập cái ID của Thái Lê là 6348. Thì đây là một cái hình thức thay đổi của từ phía của các anh chị, và các anh chị có thể sau khi thay đổi thì sau một ngày thì VBS sẽ xử lý để chuyển ID. Với những anh chị mà nhà đầu tư mới, đặc biệt là các bạn Gen Z, thì trong cái thời gian sắp tới thì VBS còn có một chính sách rất là hay, đó là các bạn khi mở được một cái tài khoản chứng khoán mới thì hình như các bạn sẽ được còn được tặng ở trong tài khoản là 1 triệu đồng tiền tươi thóc thật luôn để cho các bạn mua bán đấy. Cái chính sách cụ thể thì chắc 1-2 tuần nữa thì VBS sẽ công bố chi tiết nhá. Còn ngoài ra thời điểm hiện nay các chị mở tài khoản thì các chị có 6 tháng miễn phí phí giao dịch ở trên cái tài khoản mà không sử dụng margin các chị nha.
Rồi thì đấy, hy vọng là trong cái thời gian sắp tới Thái Lê cũng sẽ được đồng hành hỗ trợ các anh chị để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Với những anh chị là khách hàng thì các anh chị có thể tham gia các cái chương trình đào tạo, đó là lớp đọc hiểu báo cáo tài chính và lớp kỹ thuật phương Tây. Lớp đọc hiểu báo cáo tài chính thì đã có một cái buổi số 1 là hôm thứ năm vừa rồi. Buổi thứ hai là vào thứ ba tuần tới. Tuần tới thì các chị đang là khách hàng thì các chị có thể liên hệ với Thái Lê để có thể tham gia vào cái chương trình đào tạo lớp đọc hiểu báo cáo tài chính này, và một lớp phân tích kỹ thuật phương Tây. Thì Thái Lê hy vọng cái tháng 6, cái tháng then chốt bản lề, thì là một cái tháng mà ITP sẽ có cái chương trình đào tạo dành cho tất cả các khách hàng để các anh chị có thêm những cái trang bị về kiến thức để chúng ta có thể chủ động hơn trong cái hành trang đầu tư của mình. Dẫu sao thì cái việc quyết định và mình chủ động được vẫn là tốt nhất, chứ còn luôn luôn mình phụ thuộc thì có hôm thì mình nhận có hôm thì mình đi được đúng hướng, nhưng có những hôm thì do mình ở trong nhiều cái room diễn đàn quá, nhiều khi là hết ông này chia sẻ mã này rồi ông kia chia sẻ tin tức là kia, thế cuối cùng là làm cho mình là bị FOMO. Chính cái FOMO là thường thường là đích thị là do chúng ta ở quá nhiều room đó các chị, đích thị ở quá nhiều room đó. Rồi mỗi người một câu, thế cuối cùng là chúng ta không hiểu được là tại sao chúng ta hôm nay lại mua cái cổ phiếu đấy luôn ấy. Sáng sớm là ngồi tính là thôi hôm nay là khả năng giảm không mua cái gì, nhưng mà thế mà cuối cùng là đến trưa là cũng thấy là mua full hết tài khoản rồi. Hay là sáng vừa bán xong cái là thấy rồi loay quay một lúc lại múc lại, sợ bị bỏ lỡ. Cái chị nên nhớ là thị trường chứng khoán nó diễn ra liên tục và cơ hội vẫn không bao giờ thiếu, miễn là chúng ta nên có những cái bước đi chậm lại. Cái chị thấy ở trên room tư vấn của Thái Lê có những cái giai đoạn như sideways Thái Lê bán hết và khuyến nghị cái chị có khi là đứng lại ngoài đấy cả 1 đến 2 tuần, chấp nhận chúng ta phải như vậy thôi. Và trong những cái giai đoạn đấy thị trường nó lúc lắc rồi nó giảm, và cho đến khi có dòng tiền trở lại hay về những cái vùng hỗ trợ ấy, chúng ta hãy tham gia. Kiểu giống như một hình thức cai nguyện, đúng không, cai nghiện là phải đứng ngoài. Rồi tiếp tục là sang ngắm ngân hàng. Rồi các chị quá trình theo dõi đừng quên là ấn những quả tin để ủng hộ cho em nhá. Mà phải công nhận là đeo cái kính ngồi ở trên màn hình nó dịu mắt hơn hẳn cái gì. Ngày hôm qua là khi đến chỗ đấy lấy cái kính có một cái kỳ diệu. Nhất là anh chị hay cô chú nào mà hay ngồi máy tính mà chúng ta bị khô mắt hay mỏi mắt ấy. Cái này thì trước thì em cũng hay dùng, bởi vì Thái Lê thì bị cận cận khoảng tầm 0,0,5 cho đến 0,75, thế cuối cùng mình lười mình chả bao giờ mình đeo cả. Ngày xưa thì cũng khi nào cũng đeo, cái hồi mà hay đi học là phải phải đeo nhiều rồi, cái hồi mà đi đường dài, đi ô tô đi đường dài thì mình cũng phải phải đeo có một cái kính ở trong trong xe. Nhưng mà rất là hay bị mất bởi vì ít khi sử dụng, nên là cuối cùng là nhiều lúc mà cứ cầm cầm là cái là ném đâu mất, thế sau này không dùng. Nhưng mà đợt dạo gần đây bị khô mắt quá. Thế hôm qua là đi cắt cái kính đấy, là cái mắt kính này nó chống ánh sáng xanh. Nó có cái hay là đầu mình dùng cái này lâu rồi, nhưng mà hôm qua bắt đầu mới thấy được cái sự kỳ diệu. Tức là người ta sẽ chiếu một cái tia tia xanh ở trên tường á, chiếu cái tia xanh trên tường. Nhưng mà khi mà không đeo cái kính này á là sẽ thấy cái tia xanh đấy. Nhưng mà khi đeo kính vào là không thấy một cái gì luôn. Ảo thuật kinh khủng luôn, ảo diệu kinh ấy. Thế là bắt đầu mình mới thấy tin, thế chính chứng tỏ là cái mắt kính chống ánh sáng xanh là nó có thật thật. Hôm nay đeo cũng thấy dịu hơn, chắc có thể là do tâm lý. Ok, quay trở lại với cái nhóm ngân hàng nhá. Ngân hàng là cái nhóm mà gần như tích lũy rất là dài đấy, lại câu chuyện lại giống như nhóm chứng khoán lúc nãy em, tức là nó đã lên đến cái vùng cản giao găm này rồi ấy, nó cứ lúc lắc cái chị thấy không? Để nó bước sang một cái chu kỳ mới ấy, để nó bước sang cái chu kỳ mới là nó phải phá được cái vùng kháng cự, vùng giao găm á, thì ở đây nó cứ lúc lắc mãi. Các chị nào mà cầm chắc từ đầu năm 2023 đến giờ nhóm
ngân hàng thì đúng buồn kinh được nhỉ, nắm được một số cổ phiếu chạy mạnh thì còn được, nhưng mà còn lại thì nó cứ sideways. Nhưng mà sắp tới khi mà các bắt đầu các anh chị lỡ có cảm thấy chán và các anh chị buông bỏ nhóm ngân hàng là lại đến sóng của ngân hàng đó các anh chị nha, lại đến sóng ngân hàng đấy. Thì thời điểm hiện nay nhóm ngân hàng thì đang tăng ra rất là tích cực trong cái đợt vừa rồi, và do vậy nên là Thái Lê đánh giá là nhiều cổ phiếu ngân hàng hiện nay cũng đang khá là tiềm năng, nhưng ngược lại cũng nhiều cổ phiếu bắt đầu tạm vào cái vùng kháng cự rồi. Ở đây Thái Lê sẽ đưa vào một số cái cổ phiếu này. Thứ nhất đó là MSB. MSB là cái cổ phiếu ngân hàng mà thời điểm hiện nay Thái Lê cũng quan tâm. À, nhưng MSB anh chị cũng biết là cái hôm trước thì Thái Lê đã bán đi cái cổ phiếu MVB, và những ngày hôm qua thì đối với nhóm ngân hàng thì Thái Lê tập trung vào hai cổ phiếu đó là MSB và AB. Thái Lê đánh giá đây là những cái cổ phiếu mà còn có một cái dư địa tăng rất là tốt, như là MSB chúng ta thấy là dư địa của nó còn tăng lên ở khoảng tầm vùng 15.6. À, đây vùng cản này các anh chị này. Đó, còn ở đây các anh chị thấy không? Nó mới chỉ len lỏi, nó mới chỉ xuất phát, nó mới chỉ có cái xu hướng thôi. Đó, nếu mà đầu tuần tới mà nó có những cái sự tách kiếm ở đây, nó tạo ra những cái tích lũy, bởi vì ở đây nó gặp cái dấu găm ở 12.9, nó sẽ khá là giằng co á. Nó sẽ khá là giằng co, thì nếu mà nó nằm ở dưới cái vùng 13 cho đến dao động 12.6 thì đều là những cái vùng rất là tốt để các anh chị có tham gia vào đối với cổ phiếu MSB này. Nhà cái dư địa của nó đã còn rất là lớn để có thể tăng được. Thứ hai nữa là đối với cái cổ phiếu EIB, EIB cũng vậy. EIB thì đợt vừa rồi khối ngoại bán thì bán, nhưng mà nó vẫn cứ tăng tăng để đi lên được ở đây, nên EIB những cái nhịp điều chỉnh tích lũy ở đây là một trong những cơ hội rất là lớn. Chúng ta cứ thích những cái cổ phiếu nó đã cứ tăng tăng một mạch lên ở đây làm gì, nó rất là khó. Còn những cổ phiếu nó mới tăng ở đây, dòng tiền nó cũng tham gia, quan trọng dòng tiền mới tham gia cái chị này, và nó mới bứt phá được cản và đang tích lũy, đang test ở đây, đây là gọi là những cái giai đoạn là gom hàng đấy, thì đây là những cái cơ hội để các chị có thể tham gia được cổ phiếu này. Cái dư địa tăng của như ông AB thì Thái Lê thấy là cái mục tiêu của nó khoảng tầm 24.7, xa đúng không? Bốn giá chứ ít đâu. Chưa kể là cái nhóm ngân hàng thì các anh chị sử dụng margin rất là cao, nếu mà dành cho những anh chị mà muốn tận dụng đúng không? Nhưng ngân hàng margin có khi 37 ở một số công ty chứng khoán ấy. Chưa kể là 55, 5 năm thì nó bình thường đúng không? Rồi ACB đó, anh Trần Hùng Huy anh cũng đợt vừa rồi anh cũng chịu chơi khi chính anh là người PR giúp cho cả cái đội sale marketing luôn đúng không? À, bây giờ người người nhà nhà ai cũng biết tới ACB, mà ACB thì cũng là một cái cổ phiếu mà không phải là mới cái nửa năm 2023 này, mà từ năm 2022 thì Thái Lê cũng đánh giá cái chị đây là một trong những cái cổ phiếu rất là tiềm năng. À, một trong những cổ phiếu rất là tiềm năng và nó đang vươn lên những cái vị trí, chỉ bây giờ là nếu mà xét về tỷ lệ thì ông MB ACB, ACB chỉ sau có mỗi MBB các chị, chỉ sau về ngân hàng thương mại. Do vậy nên là các anh chị lưu ý đây là một cổ phiếu rất là ổn luôn, rất là ổn. Và ACB thì thời gian vừa qua họ cũng đã có một cái sự tăng trưởng rất là lớn về cái mảng bán lẻ và tập trung, và tăng trưởng đều qua các thời kỳ. À, các chị quan tâm với cổ phiếu ACB này thì các chị có thể theo dõi lại một cái video cách đây khoảng tầm 2 tuần. Cách đây 2 tuần thì Thái Lê có phân tích rất là chi tiết và định giá của ACB sau khi ra kết quả báo cáo kinh doanh quý 1 nhé. Thì các chị quan tâm với cổ phiếu ACB có thể theo dõi lại cái video đấy. Và cái thời điểm hiện nay như 21 đến 21.5 là đều là vùng khá là tốt để các anh chị có thể tham gia được cổ phiếu này. Rồi tiếp tục là đối với cái nhóm ngành xây lắp, ngân hàng thì Thái Lê chỉ quan tâm một số cái cổ phiếu như vậy thôi. Nói chung là chúng ta cũng không phân tán quá nhiều đúng không? Xây lắp ngày hôm qua thì thông tin về việc Thủ tướng cũng cho bắt đầu triển khai đồng loạt 4 cái dự án ở Sài Gòn, nó cũng là một trong những tín hiệu tốt. Nhưng mà đối với cái nhóm xây lắp thì nó cũng đã tăng khá là mạnh, tăng khá là mạnh, bắt đầu chạm lên những cái vùng chu kỳ. Do vậy nên quan điểm Thái Lê xây lắp thời điểm hiện nay số lượng cổ phiếu để kinh doanh nó không còn nhiều, thực sự là không còn nhiều luôn đấy. Chưa kể đến là chúng ta nên thận trọng cái việc có nhiều cổ phiếu tăng rồi bắt đầu bước vào những giai đoạn điều chỉnh. Ở cái nhóm xây lắp này thì thời điểm hiện nay Thái Lê chỉ quan tâm duy nhất với một cổ phiếu nữa mà thôi, đó là VCG. VCG các chị thấy gần như cả một giai đoạn vừa rồi nó đi ngang và bắt đầu nó
nhen nhóm đó. Như VCG là cổ phiếu ngày chiều ngày hôm qua Thái Lê cũng khuyến nghị anh chị đi à, khi mà nó có cái sự điều chỉnh vào sau 2 giờ, cái chị nhớ sau 2 giờ là có một cái cú đạp trước khi mà thị trường có một cái cú hồi lên đấy đó, thì thời điểm đấy VCG nó về ở ngay vùng giá 21, mình nghĩ không có cơ hội nào nó tốt hơn nữa. Trước đó thì VCG thì cũng đã, Thái Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị tham gia từ trước đối với VCG từ cái hôm đầu tháng 6 rồi, đúng không? Cách đây một tuần là đã khuyến nghị các anh chị tham gia VCG. Thì đợt vừa rồi thì nó cũng đã lên lên xuống xuống được một đoạn. Tuy nhiên thì quan điểm của Thái Lê thì đây là những cái cổ phiếu khá là ổn, nên là Thái Lê vẫn kiên trì để ngồi nắm giữ, bởi vì nó mới chạy mà. Cổ phiếu nào nó đã chạy khá khá mất một đoạn rồi thì Thái Lê hay có cái mà sẽ chia sẻ với chị bán 1/2. Còn lại với những cái cổ phiếu nó mới ở chân sóng này dập dìu, mình đã mua được ở những cái vùng rất là tốt ở đây thì không tội gì chúng ta bán cả. Và đối với VCG thì ngay vùng giá hiện nay vẫn đang rất là ổn để các anh chị có thể tham gia được các anh chị nhá. Các lỗ anh chị có cắt thì ở dưới 20.7 thì nó cũng chỉ cách có khoảng tầm 3-4% thôi. Đương nhiên là mua bán cái gì cũng phải nghĩ đến cắt lỗ đầu tiên, nhưng không nghĩ là về cái vấn đề cứ mua mua đi thì chết giờ nó. Nên vì sao những cái cổ phiếu nó đã tăng rất là mạnh rồi, cắt lỗ là cái cực kỳ khó, bởi vì cái thời điểm đấy các anh chị thấy là các cái điểm hỗ trợ của nó cách dài. Ví dụ như các anh chị sử dụng đường MA thì thời điểm đấy nó cắt lỗ theo đường MA nó cũng phải rơi đến khoảng tầm mười mấy phần trăm, mà cắt lỗ mười mấy phần trăm rồi thì còn gì nữa, đúng không? Đấy, thì mới cái cổ phiếu những cái vùng chân sóng này thì các anh chị lưu ý là chúng ta có thể tận dụng được. Còn lại đối với những cái FCN cũng là cổ phiếu mà đang có dư địa, nhưng mà với những cái cổ phiếu kiểu như thế này nếu mà nó cứ có đà tăng là Thái Lê rất là hay khuyến nghị anh chị sẽ bán chốt lời 1/2, rồi chúng ta sẽ giữ lại cho 1/2 nữa, khi nào nó bị gãy chen nhỏ gãy cái run thì chúng ta sẽ bán hết. Hoặc là anh chị thấy là như cái dư địa của ông này lên khoảng tầm 17.7 thì đây nó sẽ là cái vùng cản để bán đối với FCN. Rồi Hòa Bình, Hòa Bình là cái cổ phiếu mà cũng không khuyến nghị anh chị mua được ngay đâu, nhưng mà là cổ phiếu mà ở cái nhóm xây lắp Thái Lê thấy đang tích lũy rất là chặt. Nhiều lúc cũng không hẳn là cứ thấy tích lũy là chúng ta mua sớm đâu, bởi vì nó tích lũy thì nó cũng có thể là bị rơi xuống mà cũng có thể là đi lên. Chúng ta chỉ quan trọng là khi nào là nó có thể là bứt phá được thì thời điểm đấy chúng ta vào. Cái thế mạnh nhất của sử dụng về phân tích kỹ thuật và đặc biệt là cái công cụ Ichimoku á, là nó biết được cái khung thời điểm. Thì cái tuần này Thái Lê giới thiệu cái cổ phiếu HBC, bởi vì Thái Lê đang thấy cái kỳ vọng là khi mà đến cái vùng bắt đầu xoắn mây ở đây ấy, là trong cái tuần tới HBC có thể là bứt phá lên được. Và khi mà HBC bứt phá lên được, bứt phá được trên được cái vùng 9.1, 9.2 trở lên á, thì rất là có thể cái dòng tiền của HBC nó sẽ ấm nóng trở lại và chúng ta bắt đầu tham gia được đối với HBC. Thì cổ phiếu này thì Thái Lê chưa ưu tiên cái chị tham gia vào ngay đầu nửa đầu tuần tới đâu, nhưng mà khoảng tầm giữa tuần tới thì các anh chị nên để ý với cái cổ phiếu này. Nếu mà nó thực tế nó có kỳ vọng về cái dòng tiền tham gia vào giữa tuần đó, thì các anh chị gia tăng tỷ trọng hay là các anh chị mua mới đều khá là ổn. Đặc biệt nhất các anh chị mà kẹt hàng đối với HBC thì có thể chúng ta không phải mua bán nhiều những cổ phiếu khác, mà giữa tuần khi có cái dòng tiền tham gia vào thì các anh chị tập trung ngay ở cổ phiếu HBC này cũng là ok lắm rồi. Thì cái này chúng ta sẽ chờ giữa tuần nha. Các anh chị quan tâm cổ phiếu này có thể giữa tuần này comment lại trao đổi với em cũng được. Rồi tiếp theo một cái nhóm nữa đó là cái nhóm thép. Thép thì trong tuần vừa rồi cũng đang có sự hồi phục trở lại hơn. Thì nhóm thép thì nó đang cái dư địa của nó thì cũng không phải là quá lớn nữa đâu, nhưng mà trên cái đồ thị ngày thì nó cũng đang mới nhen nhóm, do vậy nên hoàn toàn các chị có thể kinh doanh được. Với cái mức sinh lời của ngành khoảng 10% thì cổ phiếu các chị có thể kiếm được khoảng tầm từ 15 đến 20%. Trong cái nhóm thép thì chúng ta sẽ để ý này, thứ nhất đó là Hòa Phát, dòng tiền lớn đã tham gia trong 2-3 phiên này rất là cao rồi. Hòa Phát thì chúng ta lưu ý là khi có dòng tiền lớn vào là những cái khi mà chúng ta đáng để tâm ấy. Mua Hòa Phát thì khoảng tầm 22.1, 22.2 thì ok hơn hơn là cái việc mua đuổi, bởi vì cái dư địa của nó trước mắt là khoảng tầm 24 đến 24.1 là nó có cái cản này đấy. Như HBC Hòa Phát là Thái Lê cũng đang khuyến nghị anh chị nhà đầu tư mua từ cái đợt trước rồi, nên khi mà lên khoảng tầm 24 thì khả năng cao là Thái Lê sẽ khuyến nghị anh chị bán một phần hoặc là bán hết để cơ cấu mã khác. Nhưng mà ở trong cái nhóm thép nhá, nhóm thép thì đấy là Hòa Phát, nhưng mà nếu mà là Hoa Sen thì cái dư địa của nó lớn hơn rất là nhiều luôn đấy. Như ở Hoa Sen cũng là cái nhóm mà ngày hôm qua là Thái Lê cũng view vào
khá lớn ở cái nhóm thép Hoa Sen và Hòa Phát. Thì Hoa Sen nếu cứ có giá đỏ các chị hoàn toàn có thể tham gia được. Cái dư địa tăng của nó lên đến khoảng tầm 20.4, tức là nó cách khoảng tầm gần 4 giá nữa. Nhiều không ạ? 25% chứ ít đâu ạ. Đó, do vậy nên là các chị lưu ý nha, cái cổ phiếu này. Rồi, tiếp tục là nhóm thủy sản, nông thủy sản. Nông thủy sản thì ở đây tập trung vào cái nhóm thủy sản nữa các chị nha. Thì thủy sản thì chúng ta lại có VHC này, VHC là đang ở ngay vùng tham chiếu, ngày hôm qua Thái Lê cũng khuyến nghị anh chị tham gia vào đối với VHC. ANV thì nó cũng tương tự như VHC, nhưng mà ANV thì Thái Lê thấy cái ngưỡng cản cái cận trên của nó khá là gần, nên là Thái Lê cũng không có khuyến nghị anh chị tham gia thêm nữa. Không không có khuyến nghị vào đấy mà tập trung vào cái cổ phiếu VHC thì nó sẽ dư địa nó lớn hơn. Trong này thì tuần trước thì chúng ta có một số cổ phiếu như IDI, ANV, CMX, VC đúng không ạ? Tuần trước thì các anh chị thấy là tuần trước như IDI cũng khá là ổn. Đấy, IDI cũng mới chỉ là có cơn sóng thôi. Dư địa tăng của IDI cũng còn rất là cao luôn. Các anh chị cũng có thể là tham gia được đối với cổ phiếu này. Rồi tiếp theo đó là cái nhóm hóa chất phân bón. Hóa chất phân bón là cái cổ phiếu, nhóm cổ phiếu này là Thái Lê thấy cái hiện tượng dòng tiền tham gia vào. Nó có hiện tượng dòng tiền tham gia vào trong mấy phiên vừa qua. Nhóm này thì Thái Lê quan tâm vào là DGC với là Đạm Cà Mau. DGC thì là nó liên quan đến cái nhóm hóa chất rồi. Nhóm hóa chất, cái cổ phiếu này cũng một thời kỳ là mưa làm gió. Hiện nay thì hôm qua nó đã có một cái viên tăng tím, đó là một cái sự đáng tiếc. Một sự đáng tiếc bởi vì trước đó thì Thái Lê khá là kỳ vọng là cái cổ phiếu DGC, Thái Lê cũng canh mà, cũng canh để mua và canh để khuyến nghị cho nhà đầu tư. Tuy nhiên thì nó khi nó giảm về ở cái vùng được 57 thì ok, mà cuối cùng nó không về được. Nó không về được vùng 57 đó, cái sự đáng tiếc, nó chỉ về được khoảng tầm 59 58.7 là bắt đầu nó chạy luôn, dòng tiền hôm qua tham gia rất là mạnh. Do vậy nên đối với những cổ phiếu DGC thì thời điểm sắp tới thì Thái Lê nghĩ nó vẫn tiếp tục tăng thì không còn cơ hội để chúng ta mua. Cái ngưỡng cản của nó cũng gần đây này, 67 68 anh chị nhé, là nó bước sang một cái chu kỳ đầu. Rồi khi nào nó vượt được qua ở đây thì chúng ta lại tính tiếp cái chu kỳ tiếp theo. Đấy, thì đấy là cái cổ phiếu DGC, một cổ phiếu mà hôm qua đến khi nó tím cuối phiên rồi thì mình cũng hơi tiếc, nhưng mà không sao, cơ hội thì nhiều mà. Đó. Tiếp theo là cái cổ phiếu của nhóm phân bón. Đó, phân bón này thì nhiều cơ hội hơn anh chị này. Đấy thì trong này có Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau, thì Đạm Phú Mỹ thì Thái Lê thấy cái ngưỡng cản của nó khá là nhiều. Do vậy nên là Thái Lê không có đưa ra cái đánh giá và khuyến nghị. Nhưng mà Đạm Cà Mau thì chúng ta có thể tham gia được ở ngay những cái vùng này các chị nhé. Dự kiến ở đầu tuần nó sẽ còn có những sự rung lắc trở lại dưới vùng 25. Thì đấy là những cơ hội rất là tốt để các chị có thể tham gia. 24.5 cho đến 25, các chị lưu ý là cổ phiếu này chỉ xấu khi nào nó nằm ở dưới cái vùng giá 24.3 thôi. Nó nằm ở dưới cái giao găm này bắt đầu mình lo lắng, còn thời điểm hiện nay đang cực kỳ là ổn luôn, tức là chúng ta có mua vị thế ở đây cắt lỗ cực kỳ ít, nhưng mà chốt lời của chúng ta có thể dư địa nó còn kéo lên xa hơn như là cái vùng giá 20 28. Đó, ngắn hơn thì các anh chị có thể là tham gia lên chỉ lên đến khoảng tầm vùng 27, nhưng mà dư địa này là 28.5 là kỳ vọng được các anh chị nha. Đó. À, nhưng mà 28.7 thì là nó phải là nắm dài dài hơn, chứ lên khoảng tầm vùng 28.5 nhé, chứ lên 27 là khả năng nó cũng rung lắc đấy, cũng rung lắc đấy. Rồi may mặc, lúc nãy chúng ta cũng thấy là chuyển động dòng tiền thì nhóm may mặc cũng đang có cái chiều hướng tiền vào một cách đều đặn. Ok, thì ở cái nhóm này thì chúng ta lưu ý là cái vùng hỗ trợ của VGT này là quanh 12.2, 12.3. Có thể là thời gian sắp tới lại câu chuyện về bán vốn đúng không? Lại xuất hiện nữa. Thì tạm thời là nhóm may mặc thì Thái Lê đang quan tâm vào cái cổ phiếu VGT này, nó tích lũy nền và bắt đầu đang đi lên. Nhưng mà đánh VGT thì chúng ta cũng lưu ý là nó cũng không kiểu tạo ra được những cái sự đầu cơ mang tính chất đột biến nhiều trần sàn đâu, tức là tăng mạnh ấy. Đó, mà nó cứ tăng được một giai đoạn rồi nó lại tích lũy rồi lại tăng tiếp kiểu kiểu như vậy, nên cái cổ phiếu này sẽ phù hợp cho những anh chị mà chúng ta cứ yên tâm để nắm giữ, bởi vì bây giờ nó vào vào sóng này này. Đó, nó cứ vào trend rồi nó cứ nằm trên ở đây, thì anh chị thấy khi nào nó cách xa cái này anh chị có thể bán một phần.
rồi sau đó nó về lại cái vùng mà Tekan Kijun cái chị lại mua lại. Đấy, thì đấy là một trong những cái chiến lược mà cái chị cứ chỉ cần tập trung vào một cái cổ phiếu này thì cái chị cứ bán để tối ưu hóa cũng như hạ cái giá vốn, nó cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Rồi cuối cùng là một cái nhóm nữa, đó cái nhóm dầu khí. Dầu khí thì thời điểm hiện nay Thái Lê chỉ quan tâm vào cái ông BR thôi. BR thì cái dữ liệu của nó cũng càng khá tốt và nó cũng gần như mới chỉ đi chân sóng. Còn các cái cổ phiếu khác như PVS, PVD thì chúng ta đã Thái Lê khuyến nghị các anh chị tham gia cũng từ khá là sớm, cái đều khoảng tầm 3 tuần. Đến tầm thời điểm hiện nay thì chắc cũng cơ hội để chúng ta tham gia vào nó không còn nhiều nữa đâu. Không còn nhiều nữa nên Thái Lê chỉ tập trung vào những cái cổ phiếu mà cái dữ liệu của nó còn lớn để cho chúng ta tham gia vào những cái vị thế nó sẽ an toàn hơn nhiều. Ok, như vậy thì đấy là đánh giá về tổng thể của thị trường cũng như là các cái ngành trong cái thời điểm hiện nay. Và một lần nữa thì Thái Lê chia sẻ lại các anh chị về cách thức để các anh chị có thể tham gia vào cái room tư vấn của Thái Lê cũng như của đội ngũ của ITP. Thì các anh chị có thể mở một cái tài khoản giao dịch ở tại VBS theo ID 6348 của Thái Lê. Đó thì các chị sau khi mở tài khoản thì các anh chị có thể liên hệ với Thái Lê theo số điện thoại 0975214441 để Thái Lê có thể hỗ trợ các anh chị một cách kịp thời nhất các anh chị nhá, và để add các anh chị vào cái những cái room tư vấn phù hợp. Ngoài ra nữa thì các anh chị đang giao dịch ở tại VBET thì các anh chị cũng có thể là chưa có ai hỗ trợ thì các anh chị có thể chuyển ấn vào cái nút chuyển chuyên gia. Đó, và các anh chị chưa nhận được cái sự hỗ trợ tốt thì các anh chị cũng có thể ấn vào đây để chuyển ID về Thái Lê. ID 6348 anh chị nhé. Thì sau một ngày chuyển thì VBET sẽ xử lý và chuyển tài khoản cho khách, bởi vì đây là cái yêu cầu của khách, quyền lợi của khách đúng không ạ? Đặc biệt nhất là những anh chị mà khi mở tài khoản mà chúng ta không có gắn ID môi giới thì là cái thiệt thòi nhất. Bởi vì anh chị sẽ khó để tìm kiếm được những bạn hỗ trợ, và thứ hai nữa là nếu tài khoản có vấn đề gì thì chúng ta phải gọi lên tổng đài, và đương nhiên là tổng đài thì sẽ có một cái sự hỗ trợ cũng không thể bằng cá nhân hỗ trợ được đúng không? Đấy. Thì nếu anh chị mà như vậy thì anh chị nếu mà muốn tham gia vào room thì cũng có thể mở một cái tài khoản của người thân cũng được anh chị nhé. Mở một cái tài khoản người thân, bây giờ thì việc mở tài khoản nó chỉ mất khoảng tầm 3 phút thôi, 3 phút là xong. Ngoài ra nữa cái đợt này các chị mở được tài khoản thì tham gia thì có đang có cái chính sách của đào tạo một lớp đọc hiểu báo cáo tài chính và một lớp phân tích kỹ thuật phương Tây ngay trong cái tháng 6 này các chị nhé. Thì các chị có thể tham gia sớm để chúng ta có thể có được cái nền tảng kiến thức, cũng như để các anh chị khi theo dõi vào trong các cái room tín hiệu cũng như khi các anh chị trao đổi thì chúng ta sẽ có một cái cách trao đổi nó clear hơn, rõ ràng hơn rất là nhiều. Rất cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái chương trình này, và các anh chị với các anh chị vào sau thì các anh chị lưu ý là thị trường VN-Index của chúng ta đang rơi vào đề, à quên không phải rơi nhé. Đang đến những cái giai đoạn khúc cua rất là lớn, đặc biệt nhất là trên cái đồ thị tháng. Đây là một trong những cái điểm mà thị trường có thể bứt phá và bò lên ở cái vùng mây này. Đang có một cái cơ hội rất là lớn trước mắt 1 đến 2 tháng tới, tức là tháng ngoài mục tiêu của chúng ta là 1.200 và có thể lên đến trên 1.400 đến cuối năm các chị nha. Nên đây là một trong những cơ hội rất là lớn để các anh chị có thể tham gia vào thị trường chứng khoán một cách an toàn nhất. Tránh cái trường hợp mà đến khi là chúng ta cứ đu để đến khi thị trường tăng quá mạnh thì bắt đầu chúng ta mới nhảy vào gia tăng tỷ trọng, gia tăng tài sản thì rất là nguy hiểm các chị nha. Rồi rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái chương trình chứng khoán cuối tuần này. Và nếu các anh chị có thêm các câu hỏi hay là các băn khoăn thì các anh chị cứ đặt comment các anh chị nhá. Cứ comment ở ngay dưới video này. Và nếu các anh chị thấy chương trình hay thì đừng quên hãy thả một quả tim ở phần comment. Rất là cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị có một cuối tuần vui vẻ. Và đừng quên là hãy chuẩn bị cho một hành trình đầu tư sắp tới, một cái tháng 6 bùng nổ. Xin cảm ơn các anh chị.